Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái kiểu solo khá là đặc trưng và chỉ đánh trên một dây thôi, nhưng mà thể tạo ra cái giai điệu khá là mượt, và chúng ta cảm giác là các bạn đang đánh chung với một cái cây guitar điện khác ha. Thì lý do mình nói nó khá đặc trưng là ở đây chúng ta sử dụng cho cái âm dài là mi thứ ha. Và tại sao lại sử dụng mi thứ cho cái kiểu điệm như thế này? Thì mi thứ các bạn sẽ biết là chúng ta bấm như thế này, hoặc là các dây buồn của nó, chúng ta có khi bấm, các bạn thấy nếu bấm trên này thì bạn thấy gì? Ba dây dưới là dây son, dây si và dây mi, là chúng ta có thể đánh buông như thế này. Và nếu các bạn đánh thêm chi bát ở trên là dây số 6 thì nó vô ngay cái mi thứ rất là tự nhiên. Vậy thì ở đây có một điều gì đặc biệt? Các bạn tạo trên giai điệu trên cái dây số 1 thôi, cũng từ các nốt ở trong scale của mi thứ. Thì trong scale của mi thứ thì chúng ta có mi nè, pha thăng, son, la, si, đô, rê, mi, ngang ngang 12. Đó, vòng vòng các nốt này. Nếu bạn muốn đánh cao lên được thì vẫn được, nhưng mà để đơn giản chúng ta đánh những cái nốt ở cái dây số 1 vậy thôi. Và khi các bạn quạt cả 3 dây, 3 dây dưới luôn, để tạo ra giai điệu. Bây giờ chúng ta có thể đánh một cái kiểu đơn giản nhất. Ví dụ như bạn đánh ngay ngang 7 ha, các bạn bấm ở đây, sau đó các bạn xuống ngang 5, ngang 3, ngang 2 ha, kiểu rẽ bình thường. Có ra cái giai điệu nhưng mà nghe nó giống như là rộng hơn hơn là các bạn chỉ đánh một nốt. Nghe nó chán đúng không? Còn khi các bạn áp dụng vô các dây vậy. Các bạn nghe nó sinh động hơn, đúng không? Vậy thì ở đây đơn giản là như vậy thôi. Thì cái cách chúng ta làm sao để cho một cái giai điệu nào đó nghe nó dễ thương hơn thì lúc đó phụ thuộc vào cái tay phải của bạn nữa. Chúng ta có thể quạt lên xuống như thế nào cho nó linh hoạt tí. Lúc đầu các bạn có thể đánh từ cái ngang số 12, ví dụ bạn đánh đơn giản từ 12 xuống 10 nhé. Ví dụ như vậy thì cũng là một cái giai điệu. Chúng ta cứ tập thử theo quen và các bạn tự tạo ra một cái giai điệu nào đó. Thì cái câu mà intro mình đánh thử cho bạn là một cái câu mình cũng mới nghĩ ra thôi. Thì đánh các bạn tạo ra cái giai điệu nhấn nhá một tí bằng cái harmon vào. Đây là các bạn đánh trực tiếp vô ngay ngang số 7. Thì các bạn đánh ngay ngang số 5 rồi bạn harmon vô. Thì nghe đã hơn. Nghe đơn giản nhưng mà khi bạn quạt vô các bạn nghe cái giai điệu nó cũng ra. Chúng ta có ví dụ như thì nếu bạn đánh chậm tức là chúng ta có ngăn 5 nè, ngăn 7, ngăn 8, 7 và 5. Đơn giản như vậy. Sau đó các bạn có thể kéo lên xuống tương tự như vậy. Thì hy vọng là cái cách này cũng là một cái cách để giúp cho các bạn có thể là mình tập các nốt nó đơn giản, mình ghi nhớ và mình áp dụng nó làm một xong tí để cho nó ra cái âm nhạc. Thì vì nếu các bạn đánh từng nốt từng này hoặc là tập scale thì
thì cái, nó giống nghe giống như một cái bài tập hơn. Còn khi các bạn có thể áp dụng như một cách này thì bạn thấy là nó ra một cái chất nhạc trong đó, là chúng ta luyện tập nó đỡ chán hơn ha. Thì đây là một cái cách để các bạn tự tạo ra cái câu với cái kiểu nó như vậy. Thì hy vọng giúp ích cho các bạn. Và sắp sang năm 2020, chúng ta sẽ cùng nhau với những điều mới mẻ hơn. Và hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop. Cuối năm theo dõi cái trang web của mình, có rất nhiều chương trình khuyến mãi nha các bạn. Cây đàn này cũng nằm trong chương trình khuyến mãi ha, giá rất là tốt. Các bạn có thể theo dõi tại phần link mô tả của video này. Hẹn gặp trong những clip tiếp theo. Bye bye.